Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuyến. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Vlog Bọc Bọt. Và hôm nay thì mình đang ở ngoài vườn chôm chôm của nhà bác của mình. Xung quanh mình là những cây chôm chôm nè các bạn. Rất là nhiều chôm chôm luôn. Nhưng mà năm nay là nó không giống những năm khác, là trái ra hơi bị trễ. Nên mọi người nhìn đó, cái trái chôm chôm nó màu xanh với cái lá nó trùng trùng nhau luôn. Cũng hơi là buồn. Nên bây giờ mình sẽ đi qua bên vườn kế bên, tại vì có hai cái vườn lặng để coi bên đó là chôm chôm nó có đỏ hơn được nhiều không, để mình quay cảnh với bạn xem á. Nên mình đi chung với lại là cô của mình với lại là thằng em họ mình nè. Đạt ơi, Đạt vô đi chào mọi người đi nhanh, mắc cỡ. Giờ hôm nay á, là mình có cầm theo cái máy quay để quay phim, nhưng mà tiếc một cái là mình bữa giờ mình không xài á, mà mình cũng không để ý nữa, cái cục pin đó nó bị hết pin mất tiêu rồi, nên mình phải quay bằng cái điện thoại của mình luôn. Hy vọng rằng là chất lượng hình ảnh nó cũng không có bị giảm bao nhiêu. Giờ thì cô mình sẽ chở mình qua bên kia nha, thì mấy bạn đi với mình ha. Nó bỏ ăn không cô? Không, à. nó sợ thôi, đừng lấy ganh, nó sợ gà nhát ghê. Gà mà biết phân biệt người lạ người quen nữa nè. Gà này thì chúng ta mình được người sợ. Vậy hôm bữa người ta vô không để xe cho nó tiện. Bây giờ mình đi mình canh ngang mình. Đó là chôm chôm nó đang còn xanh nè. Quá trời luôn. Mà cái này bây giờ nó màu đỏ mới là đẹp. Ừ, nó màu đỏ thì nói. Ở bên đây là 5 hết hả cô? Gì? Ở bên đây nè 5 xào. À. Còn bên kia mới là nhiều hả? Ừ, bên kia mấy mẫu rồi. Mấy mẫu rồi sao không có cây nào? Cái này quay mấy cái cây vàng, cái này chung thường nữa. Dạ. Ủa cô, nãy bên kia nhiều cái mẫu. Cái này phải em nhãn đâu. Nhãn đó. Nhãn cô ơi. Không, thường rồi đó. Để ăn thử đi. Chung thường. Cô, yeah. Sao nãy bên hôm qua bên kia? Bên nào? Bên kia nó nhiều sạc, nó nhiều mẫu thì chắc nó cũng phải có mấy cây chính. Cái chú nãy đấy. À. Cái em chung thường nhưng mà nó ngọt lắm chứ. Ăn thử đi. Ừ. Hơi chút chốt. Đạt ơi, Đạt quay cho chị Tuyến ăn chôm chôm được không? Để chị Tuyến quay. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái trái chôm chôm xanh này nha. Nhờ thằng em nó cầm cái máy dùng. Rồi. Chôm chôm quả này còn hơi xanh nè, ăn biết chua không nữa. Cô ơi, nhất còn xanh mà ăn nó cũng ngọt luôn. Chết rồi. Hái lại quả còn khác đi. Mà. Sướng chưa? Nguyên chùm luôn hả cô? Ừ. Đây này, ăn thử quả này đi con. Quả này đỏ nè. Quả này chắc là ngọt á. Đỏ thì ngọt rồi. Cái này bỏ ra đường đi rồi tí nữa. Thì mình ăn cái quả này ha. Đây. Quả chôm chôm này là đỏ đây. Vậy mình... Để lấy nét cái điện thoại. Để mình chỉnh qua. Đó, đặt cầm như vậy nha. Ngọt. Ngọt quá cô. Chôm chôm thường mình nó chua chua ngọt. Vâng. Ngon. Đã quá mấy bạn ơi. Thường nó có cái ngon của thường. Dạ. Nó chút chút. Wow. Nó chua chua ngọt. Cầm thái với lại là nhãn thì nó ngọt. Ai
Tiếc quá. Đâu rạc đỏ đâu? À, đây nè, đây nè. Ở trong đây nó chưa có bắt màu. Đấy, giờ nó mới bắt màu này. Đi mua cây đỏ. Đạt ơi, cầm quá. Đạt cầm đi Đạt. Hái chung này luôn không? Rồi Đạt cầm nha. Đạt ăn đi. Đạt đi chị cầm cái này cho. Rồi Đạt ăn quả chim cơm này đi. Ăn xong rồi nói cảm nhận luôn nghe Đạt. Không hả? Ăn thôi. Rồi ăn thôi. Có đừng rớt cái, cẩn thận nha. Con mình đang hái. Con này tí chị cầm theo con dao cơ. Không, cái này bẻ. Này bị bẻ hả? Có chỉnh. Kín. Không, cái hủi. Hủi. Đây là cái con gì vậy bác? Thôi, cái này không nhìn nữa. Con lấy quả này thôi. Ừ, nó bị gì nhé, nó bị đầy. Con gì đây, con gì đây. Thôi kệ nó đi sợ. Bỏ đi con. Đấy, đó. Nó ăn được đó đấy chuồng. Rồi. Thấy ăn phải cẩn thận đừng rớt nhé. Ngon không? Nó có chua. Trả lời đi. Cảm nhận của Đạt như thế nào? Đang ăn. Rất là ngọt. Rất là ngọt hả? Vậy là được rồi đó, chấm chôm thường mà ngọt vậy là được rồi đó. Nè, đẹp chứ, mấy quả đẹp à, con cầm mấy quả đẹp này đi con. Nhìn chung. Để cho Tuyến ăn kiềm chán nữa đi. Nè Tuyến, dạ. Mấy cái chùm vừa xanh vừa đỏ này. Cái chùm nó dễ. Có một chùm đẹp đi. Cái chùm này dễ ghét chứ nè Đạt. Đấy. Ơ, dễ thương như là cái lồng đèn á. Ờ, đấy. Con đừng hái lẻ vậy Đạt ơi. Đấy. Mấy chùm này dễ thương chứ nè. Cây này gọi là chim chim chùm á. Ừ. Bỏ ở đây đi con. Bỏ ở đây đi, tí quay lại nó. Con cầm cho một quả đi ăn. Con ăn ít thôi, con chưa ăn sáng hết con ơi. Ừ, ăn ít cây cà rùa á. Đấy. Trời ơi, Đạt nhìn vậy tiếng quay cái cỏ chim chôm đẹp chưa nè. Giờ Đạt ăn thêm trái này đi. Mũi chích Đạt ơi. Mình để đó trong lát mình quay mình lượm lại hả cô? Biết cái con gà nó kêu ở trong đây có nghe không nữa. Thoát lại hai ba hai trái luôn cho ba hai người luôn nè. Hay quá. Nó là sầu chiếu. Ba trái luôn. Ừ. Rồi mỗi người một trái. Chim chim này chim chim thái hả cô? Ừ, thái. Đây là chim chim thái. Giờ mới thấy đây, tại người ta hái sạch vườn luôn rồi. Rồi bây giờ Đạt ăn chim chim thái đi. Bắt em ăn rồi. Trời ơi, ăn sướng cái mồ luôn còn kêu bắt nữa chứ. Ngọt. Nhưng mà quả này nó không được chắc đâu. Chắc mới mưa xong. Ừ. Ngon không Đạt baby cute? Ngon. Ngon hơn chim thường không? Ngon. Đạt qua dây Tuyến để Tuyến ăn đi. À, đây là quả chim chôm thái này, nãy giờ mình đi khắp vườn luôn á. Và mới thấy được quả chim chôm thái, tại vì người ta hái á, muốn hết luôn rồi. Rồi cái vỏ nó giòn tan à. Ừ. Ăn chim chôm thái gì nó ngon hơn chim chôm thường, nó ngọt hơn. Ừ. Đâu bà? Dạ. Là cái cây gì khèo á. Ồ, con sót một chùm. À, thấy còn hơi xanh. Sót một chùm nè. Tới không đi chứ? Tới đó cô. Nó cao mà. Cái này là nó giật, nó có móc nó giật, mình kẹp là không đúng.
Trời, tát cái cây tre trước khi tát cái cây tre. Cố lên. Tại vì cây tre. Đấy, đặt cầm cầm tiếng đi. Ruột đấy. Đâu có sao đâu. Vậy hả? Mấy trái rồi ăn chung chung. Quả này giòn nè. Đặt trắng đi đạt. Ong hả? Rùa quay. Quả này ngắn nè. Quả này lùng nè. Đây. Thấp nè. Gọi là thấp chứ ngắn chứ lùng. Đây đạt cầm nữa coi. Ngu quá không cầm theo bọc. Đây quá trời là trái lẻ luôn nè. Con cầm đi, con ôm đi. Hai tay. Đây, chôm chôm thường. Đây, cho các bạn xem nha. Nãy giờ đi lắm lắm rồi mới thấy có cái cây này nó được nhiều trái nè. Là nó bị núp ở phía sau á đi, người ta không thấy, người ta không hái. Hái nó đi. Mấy quả này ăn được rồi. Hái cái này thôi. Đây, thả vô giữa cái chùm chùm đỏ. Đấy. Chùm nho chôm chôm nè. Đây, hái cái chùm kia không? Dạ. Hái chùm kia luôn đi. Đấy, bẻ luôn đấy con, bẻ cao cao lên. Để cao cao lên nè ơi. Ý, thúi. Thúi hả? Ở dưới có mấy cái thúi. Kệ nó, để chị bẻ lên. Chùm chùm nó giòn mà. Không phải chùm kia chị đến mình. Dạ. Bây giờ. Chùm kia kia đi. Không, chắc cao quá Đạt ơi. Có bài chứ, chỗ này luôn nè. Đạt à, quay cho chị Tuyến đi. Coi chị Tuyến hái được, được, hái được. Nó cứng quá. Cái cành nó to. Trời ơi. Ê, được rồi, được rồi. Wow, nó bị rớt cái trái nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó. Đó, chùm này đẹp nè. Đấy. Quá sức đẹp. Thôi, tao về tao lấy bọc nè. Dạ, chạy xe ra đây luôn đi cô. Ở kia còn mấy chút quả cam rồi chứ. Đâu. Mấy quả cam. Ê, bây giờ mình ngồi mình ăn đi. Trong lúc đợi cô lấy xe, ha. Ăn cái chùm bà cào ruột cái em dân sản nè. Vậy thì Đạt quay cho Tuyến ăn đi. Tuyến ăn cào ruột quen rồi. Rồi Đạt ngồi đối diện Tuyến nha. Review chôm chôm. Chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà nó bị dính trong cái hộp á. Còn giống như chôm chôm Thái với chôm chôm Nhã mình ăn cái là nó sạch hột luôn. Nó bị dính. Thấy rõ không Đạt? Tính dồn vào một đấy. Tích nhỉ. Chôm Thái không còn thích ăn chôm thường. Chôm đã mấy. Sầu riêng nữa ha. Vừa hái chôm chôm mà vừa lượm sầu riêng nữa. Rồi xíu. Con căng cái đấy ra con. Đạt giỏi quá. Nè, cầm này đi. Nên bây giờ mình sẽ đi về thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mặc dù hôm nay mình quay phim nó hơi bị có một xí lỗi lầm một xí, nhưng mà mấy bạn thông cảm cho mình nha. Hình ảnh chất lượng với lại độ rung của nó, nếu như mà nó hơi rung hay là chất lượng nó hơi kém rồi âm thanh nó không rõ thì bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là hãy nhấn nút subscribe ở phía bên đây nè, đăng ký kênh, mỗi lần là có cái video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.